Tính đến tối thứ Hai ngày 27 tháng 7, con số lũy kế những người mắc COVID-19 ở Việt Nam là 431, với 15 ca vừa được công bố ở Đà Nẵng trong vòng 4 ngày qua, theo các trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Chỉ riêng trong ngày 27 tháng 7 ở Đà Nẵng, một địa điểm du lịch sôi động, 11 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, loại virus gây ra dịch viêm phổi COVID-19, trang Facebook thông tin chính phủ cho hay. Những ca mới này trong độ tuổi từ 24 đến 70, gồm 7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế của bệnh viện Đà Nẵng, hiện họ đều được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Ít ngày trước, Việt Nam ghi nhận 4 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng sau 100 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng tính đến hôm 24 tháng 7. Tại một cuộc họp của chính phủ về phòng chống dịch vào sáng ngày 27 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói hiện chưa có đủ bằng chứng là 4 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng được đánh số từ 416 đến 420 có cùng nguồn lây mà có thể là từ nhiều nguồn. Cổng thông tin điện tử chính phủ VGP News tường thuật, quyền Bộ trưởng Long cho biết thêm rằng chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam là chủng xâm nhập từ bên ngoài. Vẫn theo VGP News, ông Nguyễn Thanh Long nhận định dịch có thể bắt đầu từ đầu tháng 7 và cho đến nay Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm, không loại trừ khả năng là còn nhiều trường hợp lây nhiễm nữa. Quan chức hiện đứng đầu Bộ Y tế Việt Nam nhận định dịch có khả năng diễn biến phức tạp, có thể lan ra các địa phương khác.